Có nên cho bạn trai ở cùng phòng và ngủ chung với mình không ạ? Hay thuê khách sạn cho anh ở? Anh ở nước ngoài và lần thứ hai qua Việt Nam, tụi em yêu xa. Và lần này anh qua thăm em. Trời ơi em ơi, anh trả lời cái này nhiều quá. Mỗi lần anh trả lời anh ngại lắm á. Là tại vì nếu mà các bạn không nhận được đúng cái ý anh truyền, các bạn sẽ nghĩ là anh làm khó các bạn. Tại vì các bạn ở Việt Nam có thiên hướng, rất là chiều những người đàn ông nước ngoài về. Thì các bạn luôn nghĩ là họ là những người nó quan trọng hơn trai trong nước đại loại. Tại sao một người đàn ông ở nước ngoài về lại được ngủ với bạn? Bây giờ anh hỏi em nha, cha hàng xóm cha rủ em đi chơi, em đi lần đầu. Ngày mai anh rủ em, ok, lần này là ngày thứ hai gặp em, cho anh ngủ với em tối nay nha. Tại sao lại có chuyện là người nước ngoài về thì ảnh được ngủ chung với mình? Nếu như em trả lời được cái câu đó một cách chính đáng thì lúc đó ok, nhưng mà nếu em không trả lời được thì em thấy là tự nhiên em tự vẽ ra cái đó trong đầu, đúng không? Có nên cho người bạn trai ở cùng phòng mà ngủ chung với mình không ạ? À, hay thuê khách sạn, anh ở nước ngoài về lần thứ hai qua Việt Nam. Bây giờ thằng cha hàng xóm của em, thằng cha mà mặc xà lỏn, bụng bự ở trần, mặc cái áo ba lỗ mà bị rách rách ở ngay chỗ cái ngực, ok, lúc nào miệng hốc thuốc hôi rình, răng thì bị lủng vài cái, còn mấy cái kia đen thui gãy một cái đây, răng đen thui, cười á thì nó giống như là dê, cười giống như là gì Bảo Trung cười, cười kiểu đó, ok, chắc là đó. Rồi anh cha rủ em đi chơi, nó sử gì em đi trả chiến trăng lần nè, đi lần ha, ok, anh rất vui đi chơi với em. Rồi ngày mai em làm gõ cửa em cho anh vô nhà, vô nhà chi anh gặp em lần thứ hai đúng không, anh à, ok cho anh vô ngủ chung với em thì được không? Em nói là cho nổi vô gì tự nhiên đòi ngủ chung tôi, mấy gặp lần thứ hai hẹn hò nhau chưa gì hết trơn, ngày đi chung để em vậy đó. Tại vì sao? Tại vì anh ở nước ngoài em ơi, tại sao lại có sự khác biệt đó? Có phải chăng là em sợ mất anh ta không? Hay là em nghĩ là người nước ngoài thì ở nước ngoài về được cái ưu quyền là được ngủ với những cô gái? Anh nói cái này ra, anh không phải nói riêng em, và anh không phải nói một cách cá nhân. Anh chỉ cho em thấy cái lý luận ở đây, trong cái cách nghĩ của mình nó nguy hiểm lắm. Và cái đó nó nói lên là cái giá trị mình đã bị tuột rồi. Em phải cho anh ta thấy là anh là người nước ngoài hay nước trong, hay thậm chí anh ở ngoài hành tinh khác anh tới đây đi chăng nữa, cỡ xa cỡ đó, anh là người sao Hỏa anh xuống đây chăng nữa, nó cũng chỉ có một cách thôi. Tại sao vậy? Là tại vì giá trị của em nó đã định rồi, nó là như vậy rồi, do đó anh là nước ngoài nước trong, Lào Campuchia Miến Điện hay là Mỹ Âu Úc Á gì, nó không thay đổi cái giá trị của em. Và giá trị của em là ở mức đó, do đó tất cả các người đàn ông em đều đối xử với họ y như vậy hết. Còn nếu anh nước ngoài thì em dễ xíu, em hạ xuống, nước ngoài về khác, anh thấy em rõ ràng là em hạ giá trị mình xuống. Em tưởng tượng coi cái giá trị em thấp em hạ xuống thì người ta sẽ đối xử với em thế nào, đó là cái triết lý trong cuộc đời. Do đó là đó là cái thứ nhất, và trong cái vế đầu em hỏi là ở hay thuê khách sạn cho ảnh, ảnh phải tự đi thuê cái khách sạn đó mà ở, ảnh biết nhà em ở đâu, ảnh phải biết lo cái chuyện đó. Em có thể là giúp ảnh theo cái hướng gì phải không? Ok, em recommend cho anh nó, ok, gần nhà em có những cái khách sạn như vậy như vậy, anh liên hệ đi, tại vì em không rành mấy việc này, để cho anh ta theo đuổi mình. Hay thuê khách sạn cho ảnh ở nghe giống như là trời ơi có quan lớn tới nhà với nó xung xuê xung xuê. Em ơi, cái đó nó làm cho anh ta cảm giác nghe cái nhỏ này bị chinh phục rồi, xong rồi hết phim rồi. Là anh ta tuột cái cảm giác yêu ngay, anh ta sẽ tăng cảm giác chiếm đoạt nhưng anh ta tuột cảm giác yêu. Nếu như em đã có quan hệ tình dục với anh ta thì cái khả năng đó là nó càng tệ hơn, tức là nó càng dễ hơn. Ở đây cái đoạn sau ông nói là tụi em yêu xa và lần này ảnh qua thăm em, yêu xa cũng không làm hạ cái giá trị của mình xuống. Anh ta có cái thái độ, anh ta có cái mục tiêu, anh ta về thăm em, đó là một cái hành động tốt đẹp, chứng tỏ anh ta rút ngắn khoảng cách, và đó là cái tốt đẹp. Nhưng mà đừng có nghĩ và đừng có cho đó là tất cả, nó chỉ là một cái dấu hiệu, một cái động tác trên cái lộ trình anh ta chinh phục mình mà thôi, nó không phải là một cái đặc ân cho mình, nó chỉ là một cái dấu hiệu. Ok, nếu mà anh có tình cảm thì chuyện đó chắc chắn phải xảy ra. Cái chuyện anh tới, anh từ nước ngoài anh về đây để thăm em, nó cũng mãi mãi như là anh ở Thủ Đức anh chạy lên thăm em, nó cũng mãi mãi như là anh ở đường Nguyễn Thị Minh Khai anh chạy qua đường Cách Mạng tháng 8 anh thăm em. Có một cái là nó cực hơn, nó chứng tỏ là anh có cái động lực hơn, anh có cái sự rung động. Nhưng mà nếu anh ta về thăm em mà em nói là ê, về thăm em ngủ chung với em nghe, ok, quan hệ tình dục thoải mái, thì em ơi, cái vừa rồi nó mất hết, nó mất hết.
Nếu mà người đàn ông ở cách mạng tháng 8 chạy qua em thăm anh nhà, người đàn ông có đường Nguyễn Thị Minh Khai chạy qua thăm cách mạng tháng 8, em có cho ngủ chung không? Cái đó là em mới suy nghĩ cái đó. Và anh nói rồi, cái yêu xa rất phải rất là cẩn thận. Tại vì người đàn ông không xây được cảm giác. Tuy nhiên ở em ở đây là anh ta đang về thăm em, nó xác nhận là người này đã có đủ cái rung động rồi. Nhưng mà nếu em hành xử sai nó sẽ tụt. Và phải cẩn thận nha. Tại vì anh ta có những sự lựa chọn khác. Nếu cảm giác này mà tụt với cô này thì luôn có cô khác. Nên nhớ điều đó. Thì đó là cái quan trọng mà mình cũng không quan tâm tới chuyện đó. Anh có nhiều sự lựa chọn, em cũng có nhiều sự lựa chọn và tất cả mọi người đều có nhiều sự lựa chọn. Con cái đây giá trị mình ở mức nào, hãy là ở mức đó. Và theo cái cách em đang tả, giá trị em không có cao. Cái cách em đang nghĩ bên trong, nguy hiểm. Đàn ông người ta cảm nhận ra ngay, không có khó khăn gì đâu mình. Không có lăn tăn chuyện đó. Hiển nhiên là anh phải đi ngủ ngoài rồi. Hiển nhiên luôn á. Nhưng mà nếu mà em nghĩ, nếu mà em ngồi em nghĩ là em không làm được điều này, nó khó khó, nó kỳ quá. Khi mà em có cái cảm giác đó có nghĩa là sao biết không? Là em đã bị phụ thuộc rồi. Và đối với em là người đàn ông là cái em sợ mất. Nếu mà em có cảm giác em sợ mất. Và tin anh, theo em anh ta cảm nhận được không? Oh, easy. Anh ta cảm nhận được. Và anh ta cảm nhận điều đó, nó đồng nghĩa với luôn là cái cảm giác muốn chinh phục nó giảm xuống. Và điều đó nó có đồng nghĩa với cảm giác yêu anh ta không xây được. Nó sẽ ngưng ở cái mức nào đó rồi và nó tụt từ từ. Ok, trả lời cho em của Đạt đó, cho những cái bạn mà yêu xa này. Các bạn nào mà có cái những bạn nào mà tức là trong tình huống của em là chỉ là yêu thôi, hẹn hò thôi, chưa có bảo lãnh chưa gì. Các bạn nào mà có những cái mong muốn trong cái phần mà làm cái giấy tờ về bảo lãnh di trú này nọ, Việt Nam, Hoa Kỳ Việt Nam á, thì các bạn nên tìm đúng cái người luật sư di trú nha, phải rõ đó và phải hỏi đúng luật sư di trú nha, và nên là luật sư di trú có license, tức là có kinh doanh ở bên Mỹ. Tại vì ở Việt Nam chúng ta nó cái khái niệm luật sư di trú mà nó không hiểu được. Thứ hai là họ có thể giúp cho các bạn nộp hồ sơ nữa, nhưng mà cái luật sư di trú là họ chuyên về di trú. Đừng nghĩ luật sư nào cũng như nhau nha, không có liên quan gì đâu. Và họ sẽ nhận lung tung, nhưng mà cái người luật sư di trú họ làm xong việc, họ làm đúng việc, họ làm nhanh, chính xác, xác suất thành công rất cao. Với cái phí hợp lý nhất, bạn bạn làm được việc. Kể cả cái việc bạn lấy chồng hay là hôn thê, là hôn phu, cha mẹ bao lãnh con cái. Mình có một cái người luật sư di trú, anh ta từng lo giấy tờ cho thằng con trai. Anh cũng là cái người mà có thể nói là mình biết được. Anh là người Việt, nhưng mà anh là người Mỹ nhưng mà gốc Việt, nhưng mà nói tiếng Việt ít lắm. Thì anh có một cái văn phòng ở Việt Nam, và bạn có thể, nếu như các bạn có, các bạn nào có quan tâm, mình có thể hướng dẫn mình chỉ cho đúng luật sư di trú người ta mới làm được việc. Ok, người rất là tận tâm. Chào anh Tuấn, cho em hỏi, chồng em hay nhắn tin cho nhiều phụ nữ khác, khi bị em phát hiện thì anh nói không có gì. Theo anh đó có phải là dấu hiệu của ngoại tình không? Đó, cái quan trọng chỗ này nè, không phải dấu hiệu của ngoại tình đâu, mà quan trọng cái này. Cái cảm giác của anh ta cho em không đúng mức một ông chồng, cái đó mới đáng sợ. Cái đó mới đáng sợ, có nghĩa là sao? Bên cơ hôn nhân em đang rất không tốt. Người đàn ông mà nhắn tin cho gái mà theo cái dạng là đang muốn là giống như là tán tỉnh tả thính đó, đó. Nó nói lên là ở về mặt sinh học anh ta đó, cái testosterone anh ta còn cao lắm, có nghĩa là anh ta không có fall in love với em. Và điều đó nó có nghĩa là không, hôm nay thì cũng ngày mai cũng ngày mốt cũng sẽ hư rồi. Tại vì bản chất bên trong nó đã hư rồi, nó đã không có đúng cái mình mong muốn. Đó là dấu hiệu của một cái gì đó rất là xấu, đúng. Và có phải dấu hiệu của ngoại tình không? Yes. Và ngoại tình cũng chỉ vẫn là một cái dấu hiệu thôi. Cái quan trọng nhất là anh ta chưa có yêu mình đúng. Hôn nhân em cần phải được chỉnh sửa ngay. Ok, một bạn tiếp nè. Mỹ Hiệp, anh cảm ơn những cái lời đẹp của em và một đống tim em tả ha. Chào anh Tuấn đẹp trai. Trời ơi, nay có người khen đẹp trai nữa. À, có một bạn trên YouTube, bạn ghi chứ anh Tuấn ơi, anh cái này góp ý cho anh thôi nha, là anh nên để tóc giống Miêu Kiều Vĩ. Bạn dễ thương. Cái này góp ý là thiệt tình, không có ý nói xấu. Bạn sợ mình bị tổn thương. Anh nên để tóc giống Miêu Kiều Vĩ. Thì bạn nào mà chắc ở cái tuổi ba mấy bốn mấy thì chắc là biết là Hồng Kông TVB hồi xưa có Lương Triều Vĩ rồi Tăng Hoa Thiên, Châu Nhuận Phát, Lương Triều Vĩ, đại loại hay ấy, những cái người diễn viên tài tử thời đó nhiều lắm. Bây giờ tự nhiên quên tên là gì, Quách Tấn An, Lưu Đức Hòa, Chung Tử Đơn, Ip Man á, Chung Tử Đơn đóng vai Ip Man á, đóng vai Ip Man đánh Quynh Chân.
thì mình vô mình coi cái hình của anh Miêu Kiều Vĩ đó đúng không, đẹp trai thì tóc ông để chỉ mình không biết làm sao để được cái tóc đó cho bạn, không biết sao cả. Vậy đi ra còn đi vô mấy cái tiệm mà hairdresser, trời ơi, nó mất thời gian má lắm. Đàn ông đơn giản vô mấy cái barber shop mà ủi 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 lên xong rồi. Lúc nào rảnh rút keo vậy thôi, hết chuyện. Ok, một bạn hỏi nè: chào anh Tuấn đẹp trai, em và bạn trai em quen nhau 1 năm 5 tháng, có nhiêu 5 rưỡi đi, yêu xa, bọn em có sex với nhau khi anh ấy đến Việt Nam rồi, cũng có oral sex với nhau, nhưng va chạm gần gũi em tự động hạn chế. Tháng 3 này anh sang Việt Nam lần nữa, anh ấy muốn được gần gũi nhiều hơn, nhưng sao em không cảm thấy ham muốn chuyện đó với anh ấy, em muốn trốn anh ta, em nên ứng xử như thế nào? Em nên đừng để cho anh ta gần em, muốn trốn cứ trốn gì đâu, nếu em không thích cái đó em trốn thôi. Thật sự là vậy, tức là em nên trốn, tức là em cho anh ta biết là em muốn giữ khoảng cách rất là xa. Giả sử anh ta muốn hẹn hò với em cứ để anh ta hẹn, nhưng mà em có thể từ chối hẹn đó, dễ hẹn à. Em cứ tưởng tượng là cha nào vô duyên em có lại rủ em đi chơi sao, thì em đối với anh này cũng vậy đó. Em nên ứng xử thế nào anh? Em cho em từ chối những cái cuộc hẹn có gì đâu. Anh ấy muốn được gần gũi những, nhưng sao em cảm thấy, em không cảm thấy ham muốn chuyện đó với anh ấy, em không có cảm giác rung động. Anh ta tấn công em lần đầu em lỡ dại em đồng ý, nhưng mà nó không cho em được cái cảm giác phê, và em bắt đầu có cảm giác sợ, em bắt đầu có cảm giác tạm gọi là gì đó tởm hay gì đó đại loại vậy đó. Tức là đối với em đây là một cái cảm giác nó ghê ghê mà em không thích, chứng tỏ là sau những cái quan hệ đó trong người em, như anh nói là khi mà hôn nhau hay là những cái về thể xác đại loại oral sex chẳng hạn, thì người em á, nó sẽ đón nhận những cái DNA trong nước bọt của anh ta hay trong những cái dịch, những cái pheromone đó ở trong người đó, và nó xử lý theo một cái kiểu mà em nói là ồ cái này là cái tôi không thích. Có những cái tình huống như vậy, và cơ thể em nó đón nhận, nó nói cái này không phải là cái người đàn ông của tôi không thích cái cảm giác này, tôi nó không phê, nó không tạo từ cảm giác phê. Và em bắt đầu em cảm giác em sợ, và đó là cái kinh nghiệm em thử. Lần này về anh ta thì lại là hey, cái này êm quá, oral sex luôn tà la đó. Anh ta muốn là được gần gũi hơn, đương nhiên đàn ông người ta hốt mà, thì cho đó là. Nhưng mà em thì lại là cái lần trước nó cho em một cái kinh nghiệm là no 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 this is not what I want, em không thích cái này á, do đó em muốn trốn, em muốn trốn anh ta thì em cứ trốn anh ta thôi, và nên trốn một cách công khai, tức là không phải trốn theo kiểu chúng chui chúng nhủi mà nói là ừ em không muốn đi với anh nữa, em có những cái bệnh, em tế nhị, em nói là em có những cái bệnh, em có những cái hẹn, em không đi chơi với anh được. Anh ta nhắn là thôi thì ngày mai em có cái kẹt, anh ta nói sao em trốn anh, em muốn gặp anh. Nói thú thật em cảm giác là cái mối quan hệ của mình em không có cảm giác em muốn đi xa hơn, em cứ nói thẳng vậy thôi, và người ta sẽ tiếp nhận, mà tin anh đi, anh ta không có đau khổ gì lắm đâu. Nhiều khi anh ta sẽ có mối khác nhanh đó. Em nên báo sớm để anh ta tìm mối khác cho lẹ chứ. Đàn ông về Việt Nam có như mấy người đi kiếm cái cô gái quan hệ tình dục đặt cọc trước, còn có cô này đặt cọc, cô kia đặt cọc để về đỡ tốn thời gian, đúng không? Tại lúc mà đi chơi xa là muốn là trong 1 tuần đó hay là 3 tuần đó là phải có đầy đủ lịch hết, chứ nếu bỏ phí 1 tuần nó ổn quá đại loại vậy đó. Báo sớm để anh ta tự lo.